Chào các bạn, để bước vào phần học chính, chúng ta bắt đầu phần khởi động. Mời các bạn cùng thực hiện với thầy nào. Hai chân nhân ngang, hai tay chống hông, lập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xem vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, sẽ hiểu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xe cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xe hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xe đối động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xe của em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thay đổi tay cầm gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay con tay con chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở chân đối chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ học kỹ thuật nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Đầu tiên, trao dây 1-2 lần để tạo đà. Sau đó, quay dây từ trên cao xuống thấp ở phía trước ra sau. Khi dây chuyển động gần đến bàn chân trước thì bật nhẹ để chân rời khỏi mặt đất. Đúng lúc dây đi qua dưới bàn chân. Sau đó, chân sau cũng bật nhẹ để rời khỏi mặt đất. Đúng lúc dây đi qua dưới bàn chân. Động tác cứ tiếp tục như vậy một cách nhịp nhàng, khéo léo, sao cho không vướng dây vào chân. Như vậy, thầy vừa thực hiện xong kỹ thuật nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Một. Và sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật hỗ trợ nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Thứ nhất, các bạn hai tay chống hông, đặt chân trái hoặc chân phải về trước để làm đà bật nhảy. Khi chân trái, khi chân trước nhấc lên thì chọn cắm dùng về chân sau, và ngược lại, chân trước hoặc chạm đất là chúng ta bật chân sau lên, và cứ thế chúng ta bật một cách nhịp nhàng. Thầy sẽ đổi hướng cho các bạn dễ quan sát. Và sau đây thầy thực hiện cùng với dây cho các bạn dễ quan sát thực hiện.
Như vậy, thầy vừa thực hiện xong kỹ thuật bổ trợ nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Chúng ta vừa thực hiện xong kỹ thuật nhảy dây và bây giờ là bài tập thả lỏng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, hít, thở, hít, thở. Thầy cho chúng ta vừa thực hiện xong nội dung hôm nay. Các bạn ở nhà nhớ thực hiện. Chúc các bạn thành công.